cho em ta bỏ tha chưa nửa cuộc tình, thấy đam mê thể xác căng đầy nghiêng ngửa cho dù hơn lần nghe đắng cay. Những lời này cho em ta hơn ta khi đổi mặt đời, đêm đơn côi chợt thấy đêm dài, tay bỏ tay rồi nên lạc lòng đôi nơi. Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả như hai kẻ lạ, em gặp anh ngoảnh mặt. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên cho anh em một bộ giang mini đến từ hãng Aiwa nha anh em. Anh em vừa nghe một đoạn nhạc mình được kết nối qua cổng AUX, cắm từ điện thoại qua cổng AUX nha anh em. Mở một bản nhạc bolero, test chất âm của cực bộ giang này nha anh em. Bộ giang có model là FD5. Bộ giang về trong tình trạng là còn đẹp nha anh em, đẹp ken nha. Thiết kế thì lo vân gỗ màu vàng rất là đẹp nha anh em. Cục đẹp, lo đều đẹp hết nha. Nhìn rất là sang luôn. Và về vẫn còn lưới dây căng đầy đủ nha. Nhưng mà nó cái góc cạnh thì nó bị rách chút xíu, không ảnh hưởng gì nha anh em. Còn logo Aiwa đầy đủ. Đó, không gãy chỗ nào hết nha. Có cái bên đây thì nó rách góc rồi thì vậy thôi, cái bên kia còn ok, rách chút xíu ở thân. Anh em kỹ thì anh em về bọc lại nha. Đó, nó không có gãy chỗ nào hết, nó còn ok tất cả. Để mình quay mặt sau cho anh em xem. Đó, mặt lưng đẹp nha, bên nào cũng còn ngon lành hết nha. Đây là phía sau của bộ giang. Đó, bộ giang thông số vô đây, điện áp 100V, công suất 60W, L FD5. Dòng này được sản xuất tại Malai nha anh em, không có sản xuất Trung Quốc. Phía sau cục vàng thì chỉ có đơn giản là chạm ra lo nè, cổng AUX nè, và hỗ trợ một cái cổng kết nối sub điện vậy thôi. Trên đây là chạm FM AM, FM ở đây, AM ở đây. Đó, lo thì còn đẹp vuông vức góc cạnh nha, không có cái nào bể vỡ gì nha anh em. Lo thì series trùng nhau nha, 925. Bên đây cũng 925. Lo thì không có ghi công suất, chỉ ghi trở kháng là 6 ohm thôi nha anh em. Ghi model của bộ máy và trở kháng thôi. Đó là FD5. Đây là một bộ vàng cùng đồng bộ lo và cục hết nha, không có like gì hết nha. Đây là lỗ thông hơ bát. Những dòng cao cấp thì hãng hay thiết kế chạm ra lo đỏ đen, chứ không có đi dây dẫn. Những cái dòng dây dẫn đi dây dẫn trong thùng là những dòng thường, không có cao cấp. Cao cấp là nó dòng nó dùng chạm lo nha anh em, rõ ràng nha. Đó, phía sau cục đẹp, lo đẹp đều hết, mặt đẹp hết nha. Tiếc có cái dòng này nó không có hỗ trợ cổng quang, nó không có xài cổng quang. Mình thích bộ vàng này á, là nó chỉnh được cả mic luôn nha. Đây, chỉnh chép là anh em nhấn ở đây nè anh em. Kế bên từ volume xuống thì cái nút có tên là GOG Mod, thì anh em nhấn vào thì nó ra bass, thì anh em muốn tăng bass nó có 5 nấc hết luôn, không anh em giảm. Mình đang để nấc thứ 3. Đó, nghĩa là trừ 5 đến cộng 5 thì mình để tầm 1, 2 hoặc 3 cũng ok. Đó, tùy theo muốn nghe bass nhiều bass ít thôi. Nhấn vô cái nữa thì nó ra mic là tiếng ca sĩ đó, tiếng đàn đồ đó, thì nó cũng có 5 nấc. Thì mình đang chỉnh nấc 3, chép đang chỉnh hết luôn nấc 5. Đó, nó hay cái đó là người ta thường vàng là chỉnh được bass chép thôi, này thì chỉnh được mic luôn, cả cái tần số trung luôn nha, rất là hay nha. Bộ vàng về thì các chức năng còn hoạt động như sau: cái set ok, MD thì bị lỗi. Đó, chỉ còn cassette CD tốt, chỉ còn cassette CD. FM này được full tần số nha anh em. Đây, đó, 108 luôn nha anh em. CD đọc tốt, cassette cũng đọc tốt, chỉ quy lỗi MD thôi. Đó, tiếc có đó đó. Nghĩa là còn cassette nè, FM nè, rồi CD nè, rồi chơi kết nối chơi cổng AUX qua điện thoại, máy tính, laptop, hoặc anh em kết nối một cái con Bluetooth rời ở ngoài để chơi nhạc không dây nha anh em. Rồi mình xin báo giá, mình bán bộ dàn này chủ tư nha anh em. Anh em có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại mình 0938782092. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình. Anh em cọc thì mình mới gửi hàng nha anh em. Số điện thoại mình để trên góc trái màn hình. Anh em có thể kết bạn Zalo để trao đổi chi tiết hơn về bộ dàn này nha. Rồi sau đây mình sẽ đo kích thước bộ dàn. Bộ dàn rộng là 43, cao 22 nha anh em. Đây, cao 22. Sâu của lo là, nếu gắn lưới luôn là 25 luôn nha, 25. Sâu của cục là nó tầm 34 nha anh em. Tại nó còn phần cái đít nó sao nó rất là sâu. 34, cao 22, cao 22. Và rộng 43. Rộng 43, đúng rồi, rộng 43. Đó, mình đo cho anh em biết kích thước của bộ dàn để mình lắp đặt trên cái kệ hoặc cái tủ gì nha anh em. Rồi mình đo lo thì là bát 10 cm nha. Một con chép đơm nhỏ gọn thôi, 5 cm. Đó. Lo thì là màng giấy nha, màng giấy găng vải. Đây là găng vải, phải găng cao su nha anh em. Găng vải tại nó phủ một cái phần bóng bóng gì đó. Ăn láng tưởng là cao su chứ nó là vải, thì anh em yên tâm, vải thì không bao giờ mục, xài hoài nó không có hư. Đó. Bách giấy, màng giấy, mũ giấy hết luôn. Chép đơm lụa, mà chép đơm lụa là nhỏ nha anh em. Đó. Công suất thì không có ghi, chỉ ghi công suất cục là 6, hồi nãy mình coi là 60W. Đúng rồi, 60W, công suất cục là 60W nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ test chức năng FM thì là 108 là nó vào rồi, mình vào đúng tần số. Mình lấy một cọng dây điện. Mình kẹp ngay cái đầu chạm này nè, rồi mình dò đài là nó vào nha, rất là dễ nha anh em. Rồi mình sẽ thử chức năng cassette, mình đã bỏ băng vào đây rồi. Đó. Một cái băng. Mình cho mặt băng quay xuống. Rồi, gài lại. Giờ nhấn nút tab trên đây nó sẽ hát nha anh em. Đó, đọc khá tốt nha anh em. Âm thanh hay dở là do băng nữa. Những cuộn băng này mình test là đã quá là lâu, hơn 20 năm nha anh em. Rồi cassette tốt, đảo mặt luôn. Có nghĩa là băng cassette này nó hai chiều. Mình thích nghe mặt nào mình nhấn. Đang nghe cái mình muốn đổi chiều mình nhấn đây là nó tự hát nha anh em. Rồi ok, thì stop. Mình sẽ lấy băng ra. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử chức năng CD. CD mình cũng bỏ đĩa vào rồi. Rồi ok. Mình chọn chơi tính chức năng nào mình nhấn chức năng đó. Chức năng CD nhấn ở đây. Và nó sẽ tìm, mắt nó sẽ tìm đĩa, trắc đĩa nó sẽ đọc. Anh em chờ chút xíu. Rồi mắt nó đã đọc rồi nha. Nhưng mà bản này không hay, mình cho qua bản 2. Hả? CD đọc tốt nha, âm thanh khá hay nha. Rồi ok. CD đã đọc tốt, mình sẽ lấy đĩa về luôn. Rồi sau đây mình sẽ test lại chức năng chơi qua cổng AUX, cắm qua điện thoại mình kết nối nhạc nha. Bộ dàn này anh em đầu tư thêm một cái con USB Bluetooth cắm qua cái cổng AUX này, anh em sẽ được chơi nhạc không dây nha anh em. Đó, hoặc là kết nối với TV, các thiết bị có Bluetooth. Rồi bây giờ mình sẽ test thêm một số bản nhạc chơi qua cổng AUX cho anh em nghe lại chất âm bộ dàn nha. Gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi mời em ở lại, kể chuyện tha hương chưa lần phai nhớ thương. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm, biết nơi nào mà tìm. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào. Những ngày xưa thân ai anh gửi lại cho ai, gió mùa xuân êm đưa dung hàng cau lứa thưa. Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ, đi tìm chim sao nở. Ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân ai anh gửi lại cho ai, trăng mùa thu lên cao. Rồi mình đã test cho anh em nghe hai bản nhạc Bolero và một bản nhạc Hòa tấu cuối cùng. Thì chất âm của bộ dàn Aiwa này nhìn chung thì rất là ok, vì nó có chức năng chỉnh bass, chép và cả mid, do chất âm nó rõ ràng chi tiết. Với bộ dàn rất là nhỏ gọn, bass 10cm thôi, rộng chỉ có 43 thôi, nhưng mà nghe rất là hay. Bộ dàn này phù hợp cho anh em để không gian trong phòng, phòng nhỏ, phòng ngủ, hoặc là một cái góc làm việc nào đó cần thư giãn những bản nhạc mình yêu thích. Vừa có chức năng chơi CD để cho anh em nghe lại những cái bản nhạc CD cũ ngày xưa, hoặc là có yêu thích chơi CD thì mình xài rất là phù hợp. Rồi có sẵn cổng AUX cho anh em kết nối các đầu phát nhạc đầu vào điện thoại nè, máy tính nè, hoặc là kết nối với một cục phát Bluetooth, rất là hay. Bộ dàn chỉ lỗi chức năng MD thôi, còn lại hoạt động tốt, hoàn hảo nha anh em. Rồi mình xin báo giá lại là mình bán bộ dàn này là 1,4 triệu, và giá đó chưa có bao gồm cục lỗi nguồn và phí ship nha anh em. Anh em có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại mình 0938782092. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình. Anh em cọc thì mình mới gửi hàng nha. Số điện thoại mình để trên góc trái màn hình. Anh em có thể kết bạn Zalo để trao đổi chi tiết hơn về bộ vàng này nha anh em. Rồi một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip. Hẹn anh em một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.